chưa? Có nhìn được hình ngoài đường rồi chưa? Có gì đấy, hình ngoài đường rồi. Thấy gì chưa? Thấy gì có thấy gì chưa? Bây giờ mà chúng ta bỏ cái kính này ra chúng ta sẽ bị tia ra hai cái tia lửa. Khủng long kia. Khủng long đang há mồm ra. Khủng long. Nói đi, khủng long đang người rồi. Sợ. Mình chỉ đứng xa như này nhìn nó thôi à? Đúng rồi. Giới thiệu cho mình là con khủng long này nó cao bao nhiêu, dài bao nhiêu. You can try. Đi. Khủng long ở đây há mồm ra. Đây khủng long ở hướng này. Nó phải lần mình. Ở đây là một hồ nước. Đâu vậy? Thôi rồi. Rồi, ăn sổ bên trái. Cảm giác nhỉ? Cảm giác là mỏi tay. Còn lại thì cái gì cũng ok. Hay là sau mình chơi trò chơi đúng không? Chơi. Thôi để em xem chơi.